Xin chào mừng các bác và anh em. Chúng ta lại quay trở lại với một video clip ngắn. Chúng em làm bài review về mẫu loa siêu trầm đến từ thương hiệu Gigwood, model là VK2012 Plus. Đây là một trong những cái dòng loa trầm Bass 30 có cái cấu trúc bắt mặt với cái form dáng gọn gàng, cho ra công suất có thể chúng ta khai thác max lên 700W. Hôm nay là sẽ hướng dẫn các anh em cái cách phối ghép, chúng ta phối ghép là như thế nào, chúng ta khai thác được hết cái hiệu năng, gần như là khai thác tất tần tật những cái gì nó có của cái mẫu loa siêu trầm này. Về cái bản này chúng em có hai màu sắc nhé, chúng em có hai phiên bản màu sắc khác nhau. Cũng như là em đang lên sóng, đây là cái phiên bản màu đỏ, còn một cái phiên bản màu đen nữa, cùng kích thước, cùng công suất, cùng tất cả cấu trúc thiết kế như nhau, chỉ khác duy nhất màu thôi. Em muốn đến lại gần hơn một chút để các anh em thấy cái màu sắc của nó đây. Cái màu của nó là màu vân gỗ, màu gỗ gõ đỏ rất là đẹp. Hàng chính hãng nên sẽ có tem mác đầy đủ đi kèm và sẽ được bảo hành 1 năm. Tấm vi căng của cái phiên bản năm nay thì nó là màu cái dòng vải lụa mỏng rất là đẹp. Logo Gigwood ở phía trước. Em mở ra để các em thấy được cái bát. Nói sơ qua về con bát này. Con bát này là bát 30 với cái gân cao su và công nghệ màng polyplast. Đặc biệt là cái khung xương. Khung xương của nó rất là kiên cố và chắc. Đây là khung xương đúc hợp kim. Cái này thì... cái phía bên trong của nó thì được gia cố với 8 cái thanh rằng, gọi là xương của nó bên trong ấy đều là khung xương đúc hết, nên là nó cái độ đoàn hồi của nó cũng như là khi mà đánh với cường độ lớn, hoạt động khai thác tiếng bát cũng như là khai thác cái bản nhạc có những cái tiếng trầm nó xuống sâu, nó đánh rung thì nó sẽ giúp cho cái hoạt động của con bát nó cố định chắc, nó không bị hiện tượng vả, không bị hiện tượng nghe mở to lên nó hay có cái tiếng đuôi phạch phạch. Con này đánh rất là chắc gọn về được cái công nghệ màng là 1, cái gân cao cấp là 2, cái khung xương chắc là 3, kết hợp với cái vỏ thùng thì hoàn thiện bằng chất liệu gỗ rất chắc chắn, đường nét sắc chi tiết. Có cái này thì có cái hay của nó là cái chân đế của nó là cái dạng chân thông minh, chúng ta tháo ra và lắp vào và cái chống trơn trượt rất là tốt nhá. Các bạn em có thể nhìn thấy em lắc này, cái khả năng dập tắt dao động, chống trơn chống trượt rất tốt của phiên bản này. Nên quay ra mặt sau một chút, dòng này chúng ta sử dụng cái công nghệ mạch Class D. Đấy. Công nghệ mạch Class D thì nó sẽ không có lưới tản nhiệt là một này. Nó toàn bộ là tản nhiệt ở phía bên trong, cũng như là cái công nghệ mạch Class D này thì nó không sinh nhiệt như cái công nghệ mạch Class AB. Nên là cái không cần thiết phải có những cái lá nhôm tản nhiệt như công nghệ mạch Class AB. Dây nguồn rời, công tắc bật tắt nguồn. À đây, nó có thêm đường vào, đường input của cắm đông. Còn sử dụng thêm cái đường bông sen thì thường chúng ta sẽ lấy qua đường bông sen này. Nó sẽ có chế độ auto nhận tín hiệu, thì em sẽ gạt sang auto cho các anh em. Khi mà có nguồn nhạc thì nó sẽ lên bóng xanh và hoạt động, còn không có nguồn nhạc thì nó sẽ chuyển về trạng thái ngủ là bóng màu đỏ. Đây là sub volume. Bên này là cốt server cũng như là cắt tần số. Con này cắt xuống rất sâu nhá. Cơ bản của nó 50 và nó có thể cắt xuống sâu 30 Hz, dao động từ 30 đến 150. Công tắc đảo pha. Bass boost của Nokman đấy, thì chúng ta có thể là đánh cho ra tiếng trầm, cái dài trung trầm ra, có nghĩa là đồng nghĩa với chúng ta có thể hát được karaoke. Khi mà chúng ta mở hát karaoke thì cái tiếng mic nó cũng có thể ra được, đây trung âm ra được một chút mà, giúp cho cái tiếng mic dày dặn hơn. Đây, lỗ thông hơi phía sau. Kích thước của phiên bản này nó sẽ là 40-40-40, duy trì chiều cao, là tăng thêm một chút về cái phần chiều cao, đó là cái chân của nó. Đó, bản này chúng em đang bán hàng chính hãng, bảo hành 1 năm với mức giá là 6.500.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Đối với khi các anh em lên những cấu hình combo mà có những cái đôi loa màu sắc tương đồng thì chúng em luôn luôn tư vấn và khuyến khích các anh em lên luôn cho mình một cục loa siêu trầm như này, nó rất là sang trọng cùng thương hiệu. Và em sẽ đi vào ghép một đoạn nhạc nhé để các anh em nghe thử cũng như là nghe thật luôn, trải nghiệm mà chi tiết cái chất âm của chiếc loa siêu trầm VK2012 Plus chúng em phân phối ra. Sau khi test nhạc xong thì em sẽ kết thúc video. Còn anh em yêu mến ủng hộ Zika chúng em thì gọi trực tiếp anh em qua số hotline ở trên hoặc đến tại địa chỉ 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và sau đây xin mời các anh em đeo tai phone vào để lắng nghe và thưởng thức ạ. Trên sông ga chiều lấp lánh.
cây WeWork G1000 em sử dụng cục đẩy D50S đánh trực tiếp ra chiếc loa siêu chậm. Lên để các anh em có thể trải nghiệm trên kênh. Còn các em muốn trải nghiệm trực tiếp, trải nghiệm lâu hơn nữa thì có thể bớt chút thời gian của mình ghé qua showroom của JK Audio với địa chỉ 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, hoặc gọi trực tiếp chúng em sẽ tư vấn cụ thể hơn về mẫu loa siêu trầm này. Và hiện tại giá bán của em này đang là 6.500.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc cũng như tặng đầy đủ phụ kiện dây jack cũng như quà đi kèm. Rất cảm ơn các anh em đã theo dõi video của chúng em, và nhớ tặng cho chúng em một cái like, một chia sẻ, và hãy nhớ đến mua thiết bị âm thanh karaoke đến với JK Audio trên địa chỉ 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo.